Rồi, ok, bây giờ mình tiếp phần cuối cùng Đó là phần à, kiến thức SEO các bạn nhớ coi nha Anh dặn cái gì nữa, cố gắng bám theo Phân tích bố cục bản thiết kế đó, Rồi sau đó chúng ta hướng dẫn có một chút xíu về HTML Là xong buổi hôm nay Đây, Chắc khoảng chừng 20 phút nữa thôi các bạn cố gắng ha Mình chúng ta phân tích bố cục làm sao viết HTML Làm sao cho nó, cho nó gọn gàng Tiết kiệm được thẻ mà vẫn đúng Chứ viết nhiều thẻ quá rối mà nó còn không uh, không giúp được mình gì nhiều mà làm cho mình rối hơn. Kiểu vậy thì mình phải phân tích và viết. Uh, quan trọng là viết cho đúng nha. Thì ở đây anh sẽ phân tích dựa trên cái này. Đây thì mọi người sẽ thấy là uh, mình có header, có main, có footer thôi cứ mở lên viết trước đi rồi chắc đúng không? Có header nè, thẻ header chắc chắn là một cái đống này rồi đó. Nãy anh đi hết rồi đúng không? Mình coi như viết xong rồi nha. Rồi trong body nó có gì có header thì anh có thói quen anh viết vậy nè. Mọi người mới mọi người hãy viết vậy nè là đóng này nè rất là cực ha rất là dễ quên thẻ đóng và dư cái thẻ này nè lâu lâu dư thẻ này nè theo kinh nghiệm của anh thôi mấy bạn hay bị vậy thì các bạn cứ viết bình thường thôi khi mình viết thẻ đó, thì các bạn viết về hết tác qua một cái là nó đóng enter xuống một cái rồi viết cái gì đó vô trong là không bao giờ sai còn nếu header mà có thêm lát anh thường thường sẽ đặt class cho header đó anh kỹ chấm class tên class là gì là header còn id là thân vậy thôi rồi còn nhiều cách viết nhanh lắm nhưng mà anh không muốn hướng dẫn cách viết nhanh cho các bạn bởi các bạn mới mà viết cứ từ từ thôi ha. Viết nhanh quá nhiều khi mình rối. Tac enter nha. Cứ viết vậy là không bao giờ mà thiếu thể đóng được. Còn các bạn cứ viết viết mở trước rồi đóng rồi rất là dễ bị bị sai. Rồi tới khúc này các bạn bật read lên anh sẽ nói chút xíu về vấn đề về container. Ở đây trong đây nó có một cái container, một cái deep để container là gì? Container là một cái deep để nó grab cái nội dung lại để cái nội dung nó luôn luôn nằm giữa trang nghe chưa luôn luôn nằm giữa trang còn những cái break boy container nó liên quan tới kiến thức ship rồi các bạn có thể tìm hiểu nhưng mà bây giờ không phải là lúc mà các bạn có thể tìm hiểu sau ha. mình viết tỉnh trước đi nhưng mà phải biết được làm việc phải biết container thường là container mọi người sẽ thấy với bản thiết kế mọi người sẽ thấy nó nằm trên đây này. đó để nó grab là cái nội dung này nè cái nội dung mà cam cam đó luôn luôn là như vậy. Trang web mà có rộng bao nhiêu thì nó phải có container đúng không? Để nó wrap cái nội dung lại luôn luôn nằm giữa, ha? luôn nằm giữa. Rồi thì chúng ta phải có container nha, các bạn hay bị quên lắm. Header rồi mới tới container đúng không? Rồi đây. Đây là container nha. Trong đây là container của header. Còn container này là của cái session hero này nha. Rồi, phân tích trước đã. Cách anh phân tích đơn giản lắm, đi từ rộng vô anh nhìn rộng trước rồi anh nhìn sâu vô từng từ 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 là không bao giờ sai rất là khó sai khi viết html mà viết html sai rồi viết css là chết luôn rất là khó viết css mà viết không ra luôn chứ phải đùa đâu nên là cần phải viết html cho đúng và chuẩn phải rõ ràng ha rồi ở đây anh sẽ là có cái header trong đó có container trong đó có mấy phần đi zoom vô zoom vô trong đây có mấy phần một phần nè hai phần nè ba phần nè là ba đít chứ gì nữa đúng không đó xong phân tích xong đúng không rồi logo thì trong đây có gì có hình đúng không thẻ hình nhưng mà logo bấm vô được bấm vô logo được mỗi lần bấm vô logo thì nó sẽ bấm trở về trang chủ đúng không thì phải có thẻ a đây là ULLI hoặc là dùng thẻ náp để mình viết menu còn bên này là thẻ button John Earth với lại get synthetic thì nó là thẻ button mà button thì nãy anh nói rồi anh làm đúng hai thẻ a là ra hai cái button vậy thôi rồi bây giờ mình tập thành làm cái đơn giản như vậy ha ở header hồi nãy anh nói rồi trong header có container thẻ container không phải thẻ container mà là nó một cái dip nó có class tên là container viết đúng chính tả nha nó là quy định chung rồi đó, cái dip đó để wrap cái nội dung lại trong container nó có mấy phần hồi nãy mình nói có 3 phần đúng không ba cái dip viết ra ba cái dip vậy thôi dip đầu tiên là logo ở đây anh không đặt tên theo chuẩn bị em uh, nhưng mà nếu đặt tên chuẩn em thì sẽ À, tại vì cái buổi mà BM thì nó dạy riêng nữa mọi người nên là anh sẽ cố gắng làm video chia sẻ trên kênh nhưng mà hôm nay thì anh đặt cho mấy bạn nhìn theo thôi nha cái cách đặt BM này của anh là nó hơi là lạ một tí nó hơi theo theo anh một tí ví dụ header luôn trong header có có logo đúng không có ba đếp đúng không ba phần ba phần ba phần nhớ nha ba phần thì lúc này là header uh, gạch gạch logo tác ra một cái một phần gạch gạch Menu gọi là menu Hai phần cứ viết vậy đi dễ thì sai được Phần thứ ba là phần bên phải đúng không Phần bên phải nó, nó có một cái nút nào đó Nó yêu cầu là ví dụ đăng ký đăng nhập hay là, là Mua hàng cái gì đó Nó gọi là CTA Nó gọi là Call to Action Viết vậy nè Call to Action Gọi người ta làm một cái hành động nào đó Anh viết Đặt lát là Header uhm, Gạch gạch CTA tác Rồi Ba phần đúng không Tiếp tục Dễ gì sai trong đây có gì có logo đúng không mà nó nói rồi logo bấm chuyển trang về trang chủ thì nó phải là thẻ A trước thẻ A bấm thẻ A cái tác ra cái xong rồi để bấm vô logo chuyển về trang chủ bấm chấm xuyệt là luôn luôn bấm vô đó chuyển về trang chủ không cần viết index chấm html đâu nhé chấm xuyệt là được rồi ở đây mình để cái hình logo vô logo xong alt tên cái tên hình nó phải có hoặc là cái tên cái hình này tên hình ảnh trong video SEO kiến thức SEO dành cho front end anh có nói về vấn đề LT này đó là tên hình cần phải có nha bắt buộc nha hoặc là tên cái dự, tên dự án hoặc là cái tên cái thương hiệu đó cô rồi trong đây nó mới có cái hình Ủa xin lỗi có hình rồi <laughs> xin lỗi này có cái hình rồi rồi vậy thôi logo rồi này hồi nãy mình nói gì logo thì bng mà xuất 2x xuất xét 2x cho anh nếu mà xuất bằng Photoshop còn nếu mà SVG thì không cần 2x nhé 2x cho nét rồi phần bên trái xong tới phần menu menu này thì đơn giản đúng không U L L là xong bình thường anh tiết kiệm đến mức mà anh viết U L L đây luôn nè khỏi bị một cái dip rồi L Y đúng không about rồi ở đây mình copy ra có cách viết nhanh nha mọi người có thể là viết viết nhanh kiểu là chỉ U là một cái đống này chỉ cần viết một dòng thôi là ra nguyên của đống này luôn á nhưng mà thôi chỉ cái đó thì mọi người bị rối cứ từng bước đó, mình viết theo kiểu newbie nè rồi sao mình copy cái tách này để vô đó để tiết kiệm thời gian thì anh chỉ làm hai cái thôi được chưa là mấy cái kia anh tự biết rồi à, ở đây mọi người hỏi anh có cần đặt class không nó không cần đâu tại vì ở đây chỉ có một cái thẻ là y thôi chỉ có những cái lợi ý này thôi không có những cái khác nó không có trùng đâu đừng sợ mình viết xe đấy mình viết từ ngoài vô trong mà nên là sẽ không bị trùng ai kỹ hơn thì đặt lát chỗ này đặt lát ở đây ví dụ như Uh, gì đó, item, menu gì đó đặt, anh không đặt à, nhưng mà chúng ta còn thiếu <laughs> chúng ta còn thiếu đó là menu bấm chuyển trang á thì chúng ta phải có thẻ A, còn nếu không bấm chuyển trang cũng nên có thẻ A <laughs> để bấm, để run xuống bấm run to session, mình sẽ viết sao rip cái phần đó nhưng mà bấm run to session xuống about, thiếu thẻ A nha, trả lại đó rồi control, anh mới bấm command ít chuyển vô đây thì thật ra phím tắt mọi người có thể là sạch cái là các phím tắt Visual Studio Studio Code hoặc là trên fanpage CD có chia sẻ một cái bản các phím tắt thông dụng của CD xin lỗi của Visual Studio Code nha yeah. trên blog của CD cũng có bài viết đó luôn mọi người có thể coi hoặc là mọi người sạch trên Google ra cái chỗ nào có mọi người coi cho lẹ nha yeah. rồi tương tự mấy cái này mình copy ra mấy cái menu 1 2 3 4 5 rồi ở đây anh giả lập thôi nha giả lập uh, là là năm cái rồi mấy cái này chắc chắn là cái tách này này gắn vô gắn vô là xong menu rồi phần CTA này phần CTA này nó có hai cái nút nút join và nút get starting ghép get rồi join một cái thẻ này anh đặt là để thăng đi chưa gắn gì hết chưa gắn đường link để chuyển trang thì để là là class button uh, CTA đúng không uh, hồi nãy anh đặt theo chữ BM này header thẻ cha này bỏ qua cái container này header tới con này chưa tới con nào tới này là tới tới ông này gọi là ông bà cấp ông bà ông bà nội bà ngoại rồi đó ông bà cấp này cấp logo cấp menu này là cấp cha mẹ vô tới bất tân sâu là ba cấp là cấp cấp con thì lúc này anh đặt theo cách của anh nha tới đây anh đặt như này gạch như gạch cấp cháu cấp cháu ông bà cha mẹ và cấp con thì đây là cháu của header đó cấp cháu này là cái header ct bất tân bất anh đặt nó đi button này là cho Rồi chưa tiếp tục anh lo nó ra một cái nữa rồi ở đây anh gọi là cũng là button luôn hai cái lá này đặt giống lát với nhau vậy câu hỏi đặt ra là anh ơi hai cái lá đó em thấy xe đấy nó khác nhau mà thì mình đặt lát vậy sao mình viết xe đấy được đúng không thì các bạn để ý nè thật ra hai cái lát này nó giống nhau hết á xin lỗi hai cái button này nó giống nhau nếu mà anh khoanh tròn kiểu này khoanh cái phân vuông kiểu này thì mọi người sẽ để ý là hai cái nút nó giống giống nhau nhưng cái nút này nó có cái bát ra màu vàng còn nút này không có hết. Nếu viết CDS chúng ta chỉ viết một lần thôi. Và chúng ta sẽ có một cái định danh. Nó giống như hai thằng này là hai anh em sinh đôi vậy đó. Cái thằng bên trái đó là thằng anh, thằng bên phải là thằng em. Mà thằng bên phải nó có một rùi. Đúng không? Chúng ta viết CDS một lần. Để tạo ra hai cái nút màu vàng. Nút này cũng là màu vàng. Riêng cái nút dưới này mình đặt thêm một cái định danh riêng cho nó. Gạch gạch hai gạch. Định danh riêng modifier. À, BM có nghĩa là block element và modifier. Các bạn có thể đọc thêm tài liệu về BM nha. À, anh chỉ nói cái này các bạn có thể học thêm một chút tại tại cái lúc viết này nè rồi các bạn tìm hiểu thêm rồi modifier ha là được mỗi định danh riêng đó là một cái bất tên mình anh thì có thói quen trên bia em thể đặt dây BM em là đúng chuẩn nó đặt vậy nè uh, à, bất tên màu yellow thì cái chỗ nào có bất tên có cái lát định danh riêng này thì nó thêm cái cái css background màu màu vàng vô à, ra màu vàng đây là chuẩn nha đúng chuẩn luôn á còn anh thì anh có thói quen dài bít tên thì anh gạch gạch hai cái thì nó zalo là một cái định danh riêng một cái lát riêng thì mọi người viết lát đây đây là một lát nha trong cái lát này nó có hai lát trong một cái thẻ này có hai lát cái lát này anh đang bỏ đen và cái lát này tại vì sao tại vì anh có khoảng trắng này là hai lát cứ mỗi khoảng trắng là là một lát còn id thì id thì một id yeah. đây là một cái modifier định danh riêng đó thì mọi người anh viết đơn giản vậy thôi nó nó gọn gàng không phải điếp điếp điếp, điếp nhiều quá thì mình rối cho mình và nó cũng không có hợp lý cho lắm ừ. rồi để mà mọi người khi mà viết html sale lại á, mà nó để format html theo đẹp như nè để bên này một là mọi người chọn sẽ bay bốn cột hay là hai cột gì đó cho nó ngắn còn học là mọi người vào setting mọi người chọn vào uh, setting này và mọi người chọn text editor formatting marketing check vào hai cái này format on page và format on sale là mọi người sell lại một cái nó sẽ vô hàng vô cột cho mọi người nếu mà một lúc nào đó các bạn sell lại và các bạn thấy nó có một cái nào đó đang thiếu ví dụ là các bạn biết là a à, đây là mình đang thiếu thẻ rồi đó nhưng mà viết theo kiểu anh vừa mở cái đóng liền là làm gì mà thiếu được đúng không vừa mở đóng liền enter xuống là không có bị thiếu thẻ trường hợp hy hữu lắm mới thiếu thôi mà gần như không thiếu mà thiếu thẻ rất là khó tìm mình phải tìm từ từ đóng từng cái lại để tìm đó là về cái kinh nghiệm chút xíu ha rồi À, cái này thì nó hơi nhiều một chút. À, còn anh anh không đủ thời gian để anh có thể ngồi hết có thấy cái này cho các bạn. Thì anh anh chỉ cái này để cho cái định hướng thôi. Tới cái session này, session hero mình bỏ qua rồi ha, session HR. Rồi, ở cái này là thuộc về men rồi nhá. Nguyên cái đóng này nè, trừ cái footer bên dưới là thuộc về men thì chúng ta đóng cái này lại. Chúng ta ghi là men. Rồi cái cuối cùng là footer để sẵn đi. Rồi trong men cũng tiếp tục có gì, men chưa chưa tới container đâu. Main thì đây là một session nè, một session nè. À, trên đây cũng gọi là một session này, session này hero nè. Session này gọi là session company nè. Các bạn hay hỏi anh là anh ơi biết đặt tên session tên là gì? Điếp không biết đặt tên gì. Đặt rất rồi quen. À, ví dụ ở đây chỗ này company thì anh để là session company hoặc là tích Nó có cái tên này nè, thì anh đặt tên nó luôn, làm session luôn. Đây một session, hai session, ba session đó. Thì mỗi cái vùng này được gọi là một session ha. Thì bây giờ anh bỏ qua session hero nha, tại cái này nó hơi nhiều. Hơi nhiều, sợ biết không kịp. Đó nhớ nha, trong đây thì cái dự án này là đây H 1 nha thẻ H một này còn này thẻ form bình thường mọi người ở đây là một cái thẻ form trong form có input input có play holder là search location và một cái cái nút cái nút thẻ dip cũng được hoặc là thẻ input type submit cũng được nha là có cái cái nút đây cái input này cái nút hai cái, nút. Hai cái được nằm trong thẻ form thì mọi người học form xong mọi người viết được À, rồi cái này là bình thường thôi là là thẻ dip bình thường trong đó có tag là round down và có mũi tên đi xuống là cái hình icon. Icon thì hai x success ha. Dưới này thì là một cái cái phần dip. Dip trong đây nó có hai cái item, hai cái item giống nhau, mỗi cái item nó lại có cái icon và có cái tag kế cái bên, kế bên các bạn có thể dùng thẻ span. Còn ở ngoài này thì mỗi dip này các bạn dùng thẻ a là được tại vì bấm vô được, nếu bấm vô được. Bấm vô gọi luôn, bấm vô là mở một cái tác mới qua Google. R qua Google Maps thì các bạn sẽ dùng thế A à, ngắn gọn thôi nhưng mà anh sợ không đủ thời gian nên anh phân tích cái đơn giản ha để cho mọi người hình dung thôi chứ hôm nay mà nếu mà viết hết cái đống này là viết không kịp đâu rồi tới session uh, gọi là session thứ uh, thứ thứ hai này là session này nè rồi session 2 chúng ta sẽ sẽ có cái gì đây có phân tích tiếp đúng không thì mình đưa theo cái cách của anh thôi phân tích là trong session nó có gì nó có container, nhớ nha mấy ông đừng quên cái container của tôi, lúc nào cũng vậy. Trong container mới có gì zoom vô một chút nè. Cái chúng ta nhìn, nhìn rộng ra tắt này nha. Nhìn rộng. Nhìn rộng. Thứ nhất, vô container nó có gì có hai phần đập vô mắt mình liền. Nếu các bạn nói ba phần là sai, các bạn nói đây là một phần, đây là hai phần, đây là ba phần là sai. Không, với cách chia layout này thì Vô đây đập vô mắt chúng ta liền nhìn rộng nha, đừng nhìn sâu nha. Đây là hai phần, phần bên trái là phần nội dung content, phần bên phải là cái phần box, box là những cái cái khối, những cái hộp, nhưng họ là cái những cái item, đặc chung là như vậy. thì trong đó cái gì, trong container có hai deep, làm trước đi tính tiếp, đúng không? chứ gì đâu mà mình vội vàng. đây, session đó tên gì? session company, session sc company tác là cái enter xuống một cái trong section company có gì có container tác là cái được chưa trong container có mấy phần có hai phần đúng không hai phần viết hai cái dip một cái được gọi là phần company phần uh, content dip bên phải gọi là company box có ép nhiều cái box rồi chúng ta còn gì đi tiếp phần bên phải kệ nó, phần bên trái làm vô phần bên trái. Phần bên trái có mấy phần? Các bạn sẽ nói 3 phần, 3 phần sai, có hai phần thôi. Bạn hai uh, phần. Phần này phần heading h2, thẻ hai nãy nó nói về vấn đề thẻ rồi. Và phần này phần này là phần body phần nội dung, đúng không? Thì chỗ này chúng ta sẽ hai phần tương ứng với hai điếp Hoặc là chỗ đó ba phần cũng được, nhưng mà nếu chính xác hơn đây là hai phần thôi. Ba phần cũng được nhưng mà chính xác hơn là hai phần. Rõ ràng hơn phần content content ngay chỗ này anh gọi là phần thẻ h2 nhá thẻ h2 anh không anh đặt đó là anh đặt đó là heading 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 rồi anh copy cái text nó vô đã rồi dưới này dưới này anh có một cái phần gọi là phần đoạn văn đúng không phần đoạn văn thì anh gọi là có phải là content description viết tắt là DFS mô tả tương ứng với hai đoạn văn đây rồi đó hai đoạn văn hai thế b rồi đó rồi à, ở đây cũng chưa tối u lắm đâu thật ra đang viết cho mọi người dễ thôi chứ nó chưa tới ô đâu mọi người để ý nè cái này này không nó giống cái này không hết đi giống nhau đúng không giống cái này à, nó giống hết đi rồi ở trên đây nó lại có hết đi hết đi này là hết điên cấp độ 1 hết đi lớn nhất hết đi này là hết điên cấp độ 2 hết đi vừa vừa nhỏ hơn cấp độ 1 Rà, và nó có thêm nữa hết điên cấp độ 3 À, thì anh đặt chung đó là heading và anh định danh riêng cho nó anh không đặt gì nha anh không đặt là 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 heading cũng được nhưng mà các bạn cần phải có thêm một cái lá hết đi nhưng mà chỗ này anh không cần đặt gì dài dòng lắm vô đây thì anh gọi là nó là nền rồi thì hơi hơi xa xíu nha mọi người hết đi này chưa hết đinh này cấp độ 2 đúng không cấp độ 2 hai gạch h 2 còn trên này anh đặt là cũng là hết đinh luôn nhưng mà là cấp độ 1 thì gạch gạch h 1 để anh chi Tại vì font size, font family, font way ở uh, font family, font size giống nhau. Xin lỗi, font family giống nhau, color giống nhau. Letter spacing giống nhau khác mỗi cái font size thôi. Thì chúng ta định danh cái lát này để viết những cái thuộc tính CSS chung và lát này là modify ở định danh riêng thì mỗi cái lát này tương ứng với font size của từng cấp độ khác nhau. À, hơi nhanh có thể các bạn sẽ khó hình dung, nhưng mà mình sẽ tiết kiệm đến mức như vậy chứ mình không phải mỗi chỗ viết một lần. Rồi. <laughs> Sau khi xử lý phần bên trái xong chúng ta qua phần bên phải thì bốn cái này giống nhau đúng không? Tương ứng với bốn cái item đúng không? Chúng ta chỉ cần viết đúng một cái này và ba cái này còn lại chúng ta copy ra là xong. Uh, Box được gọi là item cấp cháu rồi đó. Tới cấp cháu thì đừng có đặt thêm cái gì vô sâu nữa hết. Đừng ví dụ ở đây nó có gì có number là số nè, có text vậy thôi. Chúng ta có thể dùng hai thẻ span à, uh, 74 thẻ sẽ này đặt là number ha bên chấm uh, number bốn tám rồi dưới này anh đang viết chậm lắm đó nha uh, chậm chậm cho mọi người coi phần này là tag uh, không có viết tắt không có viết gì hết á viết bình thường rồi apartment mình bấm T nha mình bấm T này để chọn vô đây nè sau rồi mình bấm này mình copy nha đừng có bạn đừng điền vô đừng có viết viết dễ sai chính tả lắm copy nó rồi uh, sau khi mình xong cái đó thì mấy bạn hỏi anh là anh ơi vô đây thì cái cấp độ cái cấp độ chắc này là cháu có độ chắc thì đây vô không lẽ viết như vậy à, nó dài thằng loan vậy đúng không thì thôi vô đây nó đâu có mấy bạn mà viết clear, viết rõ ràng đúng cấp này nọ thì vô đây thì nó không bị trùng nữa đâu mà lo nó không có bị trùng nữa nên vô đây thả tự do đặt tên bình thường rồi sau khi được xử lý xong cái đó có ra thành bốn cái là xong rồi các bạn hiểu không <laughs> các bạn có hiểu không các bạn có vấn đề gì không các câu hỏi các bạn anh sẽ trả lời sau nha rồi thôi chúng ta đi tiếp <laughs> để cho kịp nè đó bây giờ thí dụ như trong phần này à, ok xong cái này là chúng ta xong cái phần hướng dẫn nha các bạn sẽ tự thực hành à, rồi session gọi là session apartment à, session apartment tiếp tục chúng ta đóng session này lại làm sao cho nó gọn gàng ha oh session company anh sai rồi đây là phải là thẻ session mới đúng đó đặt theo kiểu symmetric rồi session Uh, SC app anh đặt ngắn gọn á là app apartment đấy trong đây nó có gì cũng tương tự mở này lên là thấy nè cho cái màu hồng là container đó trong session nó có container container để bao cái phần nội dung lại rồi trong đây chúng ta sẽ phân tích các bạn sẽ để ý mình sẽ có 3 phần phần heading phần danh sách các bài viết và cái phần button ở đây chúng ta ba deep à, chúng ta sẽ lấy cái này đem xuống cũng là giống nhau mà copy y chang đem xuống rồi tương tự thì copy các bạn sẽ thắc mắc là mỗi người sẽ có một cách viết khác nhau nha nên các bạn sẽ thấy hay thì có thể học anh hoặc là học một người khác không sao cả nên là không câu nệ gì hết các bạn thấy ok cách nào được thì các bạn sẽ học uh, ok rồi ở đây hết điên rồi ha rồi bây giờ tới cái phần này một cái deep gì đó chứa một cái danh sách ok mình gọi là list danh sách để trống đi, mình biết ba phần đã làm gì sai được. Rồi tới đây tới cái nút cái nút này bữa nãy nói rồi đúng thẻ A là xong. Rồi button này mình gọi là button white, button man hoặc button white gì đó đặt class cho nó button white. Tại nó khác button yellow, nó khác khá là nhiều ha. Button white. Rồi bỏ cái này vô đây là xong, là xong cái nút nha mọi người. Đừng viết gì rầm rà nha mọi người. Cái nút này đơn giản lắm, chỉ cần viết như đây là ra cái button. Button bấm chuyển trang nha, thì mới là thẻ A. Rồi xong ba phần, thì bây giờ chúng ta vô từng phần phần này không cần vô nữa bởi vì xong rồi điện tắt vô phần bất tên cũng không cần vô chỉ có vô cái phần này vô cái phần này nó có ba cái item Ở xin lỗi có 6 cái item thì chúng ta chỉ cần làm đúng một cái thôi ba năm cái kia chúng ta Copy bị ra là xong zoom vô đó phải nhìn rộng nhìn rộng xong nhìn sau phân tích phải đúng nhìn từng phần rõ ràng chứ không sai được rồi chậm thôi mà chắc ở trong đây mình sẽ phân tích nó gồm mấy phần có bạn sẽ nói bốn phần có bạn sẽ nói ba phần mấy bạn nói bốn phần mấy bạn sẽ nói vậy nè cái hình là một phần nè cái tiêu đề này là một phần nè cái giá này nè, cái này nè mấy bạn viết bốn cục bốn html hình tiêu đề giá mấy cái icon là mọi người chết không bao giờ viết sẽ được chết nha mấy bạn chia ba phần cũng không hợp lý hai phần nhìn rộng hai phần đơn giản lắm phần hình ảnh và phần thông tin là info hoặc là content, thông tin. Hoặc là caption cũng được, đã này caption cũng được. Hai phần nha. Tại vì sao hai phần? Phần hình không có gì để nói, phần này. Mình phải có một cái dip này để chúng ta mấy bạn nào biết CSS rồi đó, để chúng ta wrap cái phần nội dung và chúng ta sẽ viết padding bốn góc cho nó. Dùng cái dip trắng này nè. Viết padding bốn góc, top, right, bottom và left rất nhiều bạn mới viết css là mấy bạn viết cái này là đẩy đẩy cái margin top lấy cái ra đẩy padding left đẩy lung tung hết không được các bạn phải viết dù nhìn nó giống đúng nhưng mà lấy thằng con mà đẩy ra là sai rồi các bạn phải lấy thằng cha drop padding vô thì nó mới đúng nó đúng cái đó mới chuẩn nha yeah. thì nó nó đã cực không cho mình nữa mình chỉ cần viết một dòng padding đẩy bốn góc vô là xong còn hơn là các bạn phải viết tiêu đề rồi padding top rồi mấy bạn phải viết right bed right in left rồi viết cái này là right bed in right nó đâu có chính xác đâu mà còn cực nó với nhiều ZF nữa nha hai phần thì bây giờ hai phần thì mình làm hai phần đây item list item đây là một cái item hoặc là một cái figure chỗ này mọi người có thể đặt thẻ figure ha figure này nè à, chính xác hơn nó là figure à. rồi trong figure này nó có hai phần phần hình và phần info phần hình chúng ta sẽ vô đây hết cấp rồi ba cấp rồi không có đặt nữa image image các bạn đặt như nè các bạn viết như nè xong rồi các bạn xuống đây các bạn viết in cái deep info các bạn ghi nội dung price giá tiêu đề vào đây cái image các bạn để trống trơn như nè sai nha sai luôn chứ không nói tối ưu hay không tối u gì hết á sai anh giải thích tại sao sai tại vì cái hình này là cái bên quản trị người ta đăng lên cái người admin người ta đăng lên cho mình nếu mà các bạn để cái hình vô đây À, mà mọi người không có khung hình không có cái khung cái khung bao để mình drop hình nếu lỡ như cái hình đó người ta bự đâu phải lúc nào mình cũng yêu cầu là hình đúng kích thước đâu người ta sẽ đăng cái hình có thể to hơn hoặc là cái cái tỷ lệ nó khác so với cái hình mà trên design của mình họ đăng một cái hình lớn hơn chút xíu mình để nguyên cái hình này không có cái khung để drop nếu hình lớn hơn và mình làm cho cái hình nó vô giữa trọng tâm mình viết CSS thôi hình luôn luôn nằm trọng tâm thì nó liên quan tới kiến thức CSS nhưng mà anh nói về HTML chút xíu đó là nếu mà chúng ta không có một cái khung để drop cái hình đó lại thì chắc chắn rằng lỡ mà đăng cái hình khác tỷ lệ là layout bể luôn cái hình nó to đùng la thì không đúng. Phải có khung hình. Và đặc biệt là hình phải hình này bấm vô được. Mình đọc bài viết đúng không? Thì mình phải bấm vô cái hình mình mình đọc luôn cho nhanh đúng không? Chứ ít ai bấm vô cái tiêu đề lắm, bấm vô cái hình để đọc. Như, như vô VN Direct, mọi người bấm vô cái hình để để coi chi cái, cái cái bài đó đúng không? Chứ đâu ai mà 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 bấm vô cái tiêu đề đâu. Ít ít người bấm tiêu đề. Nên mình để cả hai luôn tiêu đề cũng thẻ a mà hình cũng thẻ a thì hình cần có cái khung trước khi gắn thẻ hình phải có cái khung hình mình để image chấm image lúc này để thẻ image vô rồi lúc này mới để cái cái hình gì đó vô đây anh giả định thôi nha vậy nha nhưng mà chưa đủ đâu phải có thẻ a a để thăng vô mới để thẻ hình vô đây là cái khung đây là cái thẻ hình mà khi hình mà ribbon ship mà nói về kiến thức ribbon ship co giản hình nó phải co theo tỷ lệ nữa kìa dùng aspect ratio <laughs> hơi xa chút xíu để co theo tỷ lệ à, giảm theo tỷ lệ chiều rộng chiều cao co theo đúng tỷ lệ khung luôn hình luôn luôn nằm trọng tâm hình luôn luôn đẹp trên khung thì đó là những yêu cầu tiên quyết của phong đẹp chia sẻ thêm cho các bạn ha rồi tới phần phong end à, xin lỗi tới phần info info là phần này nè chúng ta lại zoom lên info này các bạn sẽ nói là ba phần phần 1, phần 2, phần 3 không phải nha mọi người cái này hai phần thôi phần tiêu đề và phần bottom dưới này này mình gọi là content đi thì đây là phần tiêu đề phần này là phần thông tin hay là phần bottom phần bên dưới thì mới chia layout ao dễ đây tiêu đề phần này lúc này mấy bạn nào đã học về flex flexbox thì mọi người sẽ dẹp hai cái phần nội dung hai bên dẹp qua hai bên là ra cái layout cho mình rồi cứ đi sâu vô nè phần content nó nói lại nha phần content trong đây nó có hai phần thôi nha phần tiêu đề và phần bottom bottom là phần mình nằm bên dưới rồi mới đi sâu vô tiếp phần bên dưới này nó có gì nó có hai phần tiếp phần bên trái và phần bên phải phần bên trái là right phần bên phải là cái cái chỗ này rồi chưa rồi trong cái phần right này nó lại có cái gì phần này gọi là cái icon đi thông tin về icon đi thì nó có hai phần một phần này và một phần này rồi chúng ta lại đi sâu vào cái item đầu tiên là nó có mấy phần nó có hai phần một là icon hai là thẻ span chứa cái text sau khi làm được phần này copy đem qua sửa hình icon sửa text là xong nha yeah. thì bây giờ mình nói lại mình thực hành bây giờ mình có cái phần content này đúng không phần content này info này đó hoặc là đặt là ờ, đặt content cũng được content hoặc là phần ờ, đặt content này có chân trùng á nha vô đây dễ trùng lắm đó nha nên là hả viết thì viết này có phần content này đặt cho đúng để có lỡ trùng để nhìn kỹ vô cấp này hơi nhạy cảm chút mọi người chứ mấy cấp này thì không trùng đâu cấp này hơi nhạy cảm để phần content uhm. Hoặc là các bạn để là item cho chắc cú là item image hoặc là item content à, cũng được. Còn đây thì nếu đảm bảo không trùng thì không sao hết. Phần content. Trong content có mấy phần nãy nói rồi. Có phần này và phần này chúng ta viết hai Phần heading. Heading này tiêu đề bài viết nha. Thẻ H3, thẻ H3 nha. Tiêu đề bài viết rất quan trọng. Nó chỉ thua cái heading cấp 1, cấp 2 thôi. Đây là phải cấp 3. Cấp 3 đặt là heading. heading gạch gạch cấp độ 3, định danh riêng modify hết heading nhưng mà cấp độ 3. Hoặc là tiêu đề cũng được, chỗ này mọi người có thể viết tiêu đề hoặc là heading cũng được, nhưng cấp độ 3. Có thể A để bấm vô chuyển trang nha. Thì lúc này mới được, mấy bạn chuyên gia quên thẻ A. Bấm không được. Rồi. Rồi phần này là phần đầu tiên xử lý xong, tới phần dưới này gọi là phần bottom. Chúng ta lại xuống dòng để viết phần bottom content, bottom tầm gì đó để bottom được nếu mà an tâm thì để content button rồi trong button này có mấy phần có hai phần, phần phần trái và phần bên phải này phần trái là price đúng không rồi button uh, price uh, ok viết thêm cấp nó cũng được không sao còn không thì bạn viết ngắn thôi nếu sợ ấy thì các bạn viết là content button hay gì đó ừ. nếu không trùng thôi nha còn nếu mà đảm bảo không trùng thì viết button được rồi hoặc là info đó info rồi info nha info bên right chúng ta có cái giá thẻ dip cũng được thẻ spend cũng được rồi phần này phần bên phải phần bên phải chứ viết bình thường thôi mình để là right luôn cũng được hoặc là để phần icon có s đây là phần bên phải nha rồi bây giờ mình đóng lại phần content nè nói lại tí xíu nè cái chừng lộn chỗ này phần content đây là phần content trong content có mấy phần có hai phần phần tiêu đề và phần info phần tiêu đề nè và phần info nè trong info có mấy phần có hai phần phần trái là phần right nè và phần phải là phần icon nè thì đây nè phần trái là phần right nè phần phải là icon nè được chưa rồi phần icon trong icon này có mấy cái item icon nó có hai chúng ta viết một cái thôi viết cái này à, là được mình để là item icon item đó cho đỡ lộn rồi ở đây chúng ta sẽ có thẻ Y à, Xin lỗi thẻ Y mình sẽ khỏi thẻ Y cũng được Suột set 2X nha Bởi vì nó icon xuất Nếu mà dùng Photoshop thì xuất 2X Suột set 2X ha Rồi đây bỏ cái icon anh giả định thôi nha Anh giả định anh có cái icon đó rồi à, Bỏ suột set ra đi Để cho nó gợi ý đã Đó icon Anh ví dụ thôi Rồi ít rồi chúng ta gắn số set vô cho để số xếp nó không có nó không gợi ý cho mình rồi đây mình đặt cái lát cho an tâm ha icon rồi ở đây có thể span đây nè thể span hai ba nữa span ha rồi vậy là xong chúng ta copy ra thành hai cái nhớ đặt tên lát thật ra các bạn phải để ý chút xíu dù là BM em nó giúp mình đó nhưng mà nhiều khi các bạn đặt nó, nó không để ý là bị trùng nên là đặt em nó giúp mình hạn chế cái vấn đề trùng lát nhưng đề hạn chế nhưng là nên, nên đặt từ ngoài vô đặt theo cấp rõ ràng vô sâu quá thì chúng ta có thể thả ra nhưng mà với điều kiện là để ý chút để coi bị trùng mình uh, thật ra thì cũng ít khi nào trùng lắm mà gần như không trùng đâu yên tâm nhưng mà phải để ý chút xíu đó thì chỗ này cái mình sửa nội dung hay BD. đó hay BD, đi chỗ này mình sửa là hay BD. đi uh, icon nhớ nha nếu mà png số hay ít nha còn icon fvg thì không cần số xét gì đâu đi bình thường rồi thì đó là xong sau đó mình mình clone nó ra mình đảm bảo rằng nó đã đúng thì mình clone sáu cái figure ra sau bắt đầu nổi nội dung đổi hình năm sáu à, đổi nội dung đổi hình đổi giá à, còn cái icon thì giống nhau rồi đổi hình à, đổi tiêu đề nếu mà nó yêu cầu đổi tiêu đề rồi vậy chúng ta đã viết xong rồi đó thì những cái khác các bạn cũng bám giống tương tự cái cách đó thì anh chỉ hướng dẫn là, là cái tư duy để mình viết html cho nó nó dễ viết thôi và các bạn có thể nếu mà cảm thấy cái cách chia sẻ của anh hoặc là cách viết của anh nó hợp lý các bạn thấy hay thì các học hoặc là các bạn học ở một thêm học thêm ở một cái anh nào đó hoặc là một cái kênh nào đó ở Việt Nam rất là nhiều các bạn coi mỗi người một chút mà mình, mình cho ra mình cái gọi là cái cái, cái 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 kỹ năng của riêng mình dựa theo mình học mỗi người một chút chứ anh không phải ép buộc các bạn phải phải theo anh làm gì đâu anh đang chia sẻ khía cạnh cá nhân của anh thôi à, ok thì đó là cái phần anh muốn hướng dẫn cho các bạn viết HTML phân tích bố cục và viết HTML à, một cách à, gọn gàng nhanh chóng ừ. Rồi thì uh, có một vài kiến thức cần bổ trợ là các bạn nên tìm hiểu ha. Ví dụ như sử dụng Chrome DevTool này anh cũng có video trên kênh rồi, uh, hướng dẫn sử dụng Chrome DevTool để trong uh, trong quá trình mình làm việc web rồi mình ship nó coi dạng màn hình đó đạt này nọ. Uh, rồi uh, các tổ hợp phím hay là, hay là các tổ hợp phím uh, Visual Studio Code đó. Nên uh, các bạn cũng coi luôn. Uh, rồi tìm hiểu về UX UI design, mấy cái này thì các bạn có thể tìm hiểu một cách uh, cơ bản thôi. Các bạn đọc đọc thêm tài liệu uh, về những kiến thức về design. Ừ. quy trình thiết kế, ha. quy trình để thiết kế ra một bản thiết kế web, ha. quy trình để thiết kế ra một cái web, thì nó có quy trình gì từ thiết kế ra, trong quy trình thiết kế ra một cái giao diện web thì nó có nhiều quy trình con trong đó nữa, chúng ta cần phải tìm hiểu, đó. thì mình biết thêm càng tốt, ha. thì làm việc với anh thì anh lại thích là mọi người có một cái lửa anh em cùng với nhau làm việc, rồi uh, cố gắng ha. cùng chia sẻ cố gắng Uh, nhưng mà sẽ rất là khó khăn không có đơn giản nhưng mà hy vọng là hôm nay cái buổi mà anh chia sẻ rất là dài uh, hy vọng cái mấy bạn mới mấy bạn có thể là có một cái định hướng nhỏ nhỏ nào đó có thể học được một chút nhỏ nhỏ nào đó uh, từ anh uh, để mình có thể làm cái hành trang sắp tới cho cái con đường của mình gian nan trong gai đó nhưng mà cố gắng mình sẽ qua thôi chỉ sợ là mình lừa thôi mọi người không có sợ mấy ông không có thông minh đâu sợ mấy ông lừa thôi nên có thể là về mình luyện tập, hoặc coi lại video để mình làm ha. À, mình còn gì nữa không? OK, đã hết rồi. thì cảm ơn các đồng môn, hẹn gặp lại các bạn ở một chủ đề khác. hôm nay, hôm nay hơi trễ các bạn tí, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ vui và có ích chút xíu cho mọi người. rồi bây giờ tới các phần là anh sẽ trả lời một vài câu hỏi. À, rồi các bạn nán lại chút xíu mà, một vài câu hỏi. Ok, anh sẽ đăng lên youtube series của chấm em nha, một subscribe <laughs> Cho một subscribe Hoặc <laughs> là một cái live, live follow bay Để ủng hộ tinh thần anh em Vậy thôi à, Rồi, anh sẽ trả lời một chút xíu nè Các bạn cứ đặt câu hỏi đi, em khoảng 5 phút nữa thôi Các bạn cố gắng 5 phút nữa thôi ừ. Ok uh, <laughs> Trả lời câu hỏi các bạn à, uh, Uh, bạn Trần Tuấn Anh là khi dùng uh, thẻ video và audio khi mà mà lót VOL mà chạy liền khi dù, em dùng sao rip xử lý rồi bỏ vào phân unlock được không được em lót xong video lót mới là bạc cái URL vô cái video cái đó giúp cho mình tối ưu cái vấn đề lót video và audio mình bạc cái URL mình bạc cái URL suột của video sau khi Windows unlock ha. ai ai mà học sao rip sẽ biết rồi À, xin lỗi là anh không có cái group zalo ha anh chỉ có um, fanpage facebook thôi fanpage còn group thì mấy bạn đang là bên group frontend việt nam thì các bạn ở ở đi <laughs> uh, anh không muốn là bởi vì cái buổi hôm nay mà lo kéo cộng đồng gì hết tại vì anh cũng trong group frontend việt nam mà anh admin có là bạn của anh nên là không không có liên quan ha không có chuyện group hay là gì hết cứ bình thường rồi sụt và laser lock image có khác nhau không? Khác nhau nha em Hiếu Đinh, Hiếu Đinh. Rồi sụt đó là quy định cái việc hiển thị hình, còn laser lock là run tới đâu lót hình tới đó. Nói dễ hiểu nhất laser lock là run tới đâu hình được tải tới đó, run tới đâu tải tới đó. Còn image sụt là nó quy định khi mình lên thiết bị nào đó nó nhận diện được thiết bị kích thước màn hình thiết bị để mà lót cái hình cho phù hợp theo cái cách code của mình. Rồi Bora cảm ơn anh, cảm ơn em, à, Nguyên Nguyễn cảm ơn em. Cảm ok, rồi cảm ơn uh, Ok, cảm ơn Công Ok, cảm ơn Dĩ Đức Cảm ơn Trần Hoàng Youtube tên gì? CP Circle em Đó, tên Youtube Website cdcircle.vn Fanpage cũng là CP luôn Trên đó có chia sẻ mấy bài viết Lâu lâu chia sẻ trên đó Các bạn có thể à, xem qua ha Cái, cái bản mà CSS tuần hành CSS là cũng chia sẻ trên page trên luôn á Trên page CP luôn đó. Mới gần đây nhất Các bạn tải về Các bạn có thể học CSS theo cái, cái bản đó cũng được Um, cảm ơn nam nguyễn uh, cảm ơn anh vì buổi chia sẻ kiến thức hôm nay cảm ơn các bạn ok <laughs> cảm ơn hưng có thể là có ít với một vài người <laughs> dạ, cũng đủ rồi còn nhiều người càng tốt tại vì hôm nay cũng là buổi rất là cơ bản nhưng mà có vài cái kiến thức uh, uh, anh muốn chia sẻ thêm chứ uh, html css thì các bạn có thể tự học được một chút nhưng mà anh nghĩ có vài cái ok cảm ơn cảm ơn trần hoàng good night <laughs> Ok bye bye Hẹn mọi người trong một buổi xe riêng gần nhất à, Anh học đúng chuyên ngành em Anh chỉ học cao đẳng thôi Anh học 2 năm rưỡi xong đi làm luôn Anh làm một công ty 7 năm Một công ty gần năm Anh học cao đẳng nha Ngày xưa không có giỏi đâu ráng rèn luyện Cần cụ bộ thông minh Anh ơi một dự án cơ bản của người học sinh mới sẽ làm gì à, Vậy anh làm mấy cái script đó em Tương tác bấm vô nút tìm Ron hiệu ứng này là mấy cái tương tác trên Zabrip Thì ship thôi nha còn nếu mà làm tới Angular này nọ, ô ừ, xin lỗi làm tới React này nọ thì mọi người sẽ sẽ phải làm nhiều quá. Ví dụ như làm làm web bình thường thôi thì bấm menu rồi xử lý mấy sự kiện trên trên web bằng JavaScript. Anh học trường Tôn Quốc Thắng em. Đại học Tôn Quốc Thắng quận 7. À anh không có dạy về PHP. Nó no bắt end rồi. Hồi xưa anh có làm nhưng mà không có dạy, sau này chuyển hẳn sang front end. Em đang học front end là Angular bây giờ thành full tech thì back end sẽ học framework nào? Node.js em. Node.js anh, anh khuyến khích Node.js, còn không thì học uh, ngôn ngữ nào cũng được nhưng mà theo cá nhân anh thì giờ Node.js nên học. Nhưng mà full tech nó không chỉ front end back end đâu nha. Full tech nó còn là câu chuyện của DevOps, câu chuyện của kinh nghiệm, câu chuyện của nhiều năm đi làm. Thì mới dám nhận là full tech Nếu mà làm front end thôi, học back end thôi thì không dám làm full tech, không không không, không dám nhận đâu. Nó sẽ là bắt đèn đúng rồi em, nó sẽ là bắt đèn. Nó cũng là giao thôi. Nên giao rất là quan trọng mọi người cần phải nắm. Từ cơ bản tới nâng cao. Lộ trình chia sẻ về lộ trình front end mọi người có thể coi trên YouTube CFD Circle vn anh chia sẻ rất là chi tiết về lộ trình học front end. Xin em tin thì phải có dự án rồi xin em. Em làm vài ba dự án đi xin. Làm được vài ba dự án chuẩn chỉnh như anh chia sẻ lúc ban đầu thì hãy xin. Cho vững vững đã. Bibi Laravel vẫn còn làm nha em. Vẫn ok, tùy dự án nhưng vẫn còn ok đó anh cũng làm khá nhiều dự án bị bị rất nhiều luôn nên anh cũng không phải lo nhưng mà làm được nó sẽ nữa tốt cơ hội nhiều hơn rồi thôi chào mọi người nhé cảm ơn mọi người đã ở lại tới giờ này rồi ok bye 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 bye